Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Thuận lại tiếp tục đi thăm mấy cái lờ cá. Hôm nay mà có dính cá thì Thuận sẽ quay clip cho các cô chú, anh chị và các bạn xem nha. Rồi Thuận chuyển máy lại trước, mình đi đi thăm lờ cá ở trước các bạn. Rồi có ai vô đây câu cá nè, có áo phao. Rồi mình lội vào bển, mình thăm mấy cái lờ cá rồi mình quay lại quay cho các bạn xem nè. Ô, cái gì đây? Rồi mình lại thăm cái lờ đầu tiên các bạn, cái lờ gần gần bữa mình dời qua bên đây nè, bữa mình dời qua bên đây nên quay cho các bạn xem nha. Đây cái dòng đây nè, cái đầu tiên các bạn. Cái đầu tiên này. Để mình coi nó có dính không, xúc cây dùm lắm hết trơn cả. Ồ, được một em cá lóc nhỏ, một con cá lóc nhỏ các bạn. Để mình bắt dài các bạn. Ở đây bắt cũng nguy hiểm, sợ mình kỹ vậy. Bỏ quá trời. Kệ. Có còn không không? Đây bạn. Nhỏ. Nhỏ xíu à. Rồi để mình đặt lại rồi mình. Rồi. Cái đầu tiên dính một con nhỏ các bạn. Để mình đi tới cái thứ hai nha. Cái này chắc không biết dính đâu, bữa mình dời qua bên đây. Bữa này trong đây nha. Những cái bẹ nó nổi quá trời. Cái thứ hai kìa, tới đây cái này. Đó các bạn thấy cái chai không? Cái chai là có cái lợi đó. Cái chai. Không biết có không? Ồ, cá sặc. Bảy cá sặc luôn các bạn. Sặc con này to to không? Đây. Để mình đem cho. Trên lên bờ mình bắt cái. Đỏ đi. Rồi. Cá sặc không à? Cái này là cá sặc nè. Dạ. Yeah. Quay cho nghe ba nghe. Nghe rồi. Thấy phải không? Thấy. Thấy cả người ba đang làm gì luôn. Được rồi, không cần nói. Này nước cạn. Cái này để lên đất rồi, đặt lại. Rồi bấm dừng đi con, bấm nút đỏ đi. Rồi hai cái được như đây nè các bạn. Con cá lóc với mấy con cá sặc. Mấy cá sặc. Rồi để mình quay cái đi tới cái tiếp mình quay nha các bạn. Hôm nay đi đi thăm lợ với mình có hai đứa con của mình nữa các bạn. Nè. Chào cô chú đi các con. Chào. Quang đang quang nè, đang quang nè. Chào cô chú anh chị. Chào cô chú anh chị.
Đó, hai đứa con mình đi. Rồi mình đi qua bển mình thăm tiếp rồi. Thôi chị lấy được cái thùng, lấy cái xe thùng rồi. Lấy cái miếng xốp. Xốp đẩy qua bển, bơi qua bển. Ở đó nha. Rồi xếp vô trong, không có đi ra ngoài. Thì đi xếp vô mé trong nữa, đừng có đứng sát qua mé qua ao. Hả? Đừng có sát, đứng sát mé ao, kêu em đi xếp vô. Để mình dặn mấy đứa con mình nó ở trong mé các bạn. Ồ, cá sặc, cá sặc. Cá sặc nhảy. Quá trời. Rồi, để cái kế tiếp. Cái kế tiếp. Bẹo nó qua, quá trời bẹo ở đây. Đi có không nữa nè. Trước cái sạch chứ. Được một con cá lóc. Nè các bạn. Cá lóc. Đó. Cá lóc với hai cá sặc. Để mình vào chống chống mình bắt. Lượm được cái thùng cái xốp, làm cái xuồng đẩy cái thùng luôn. Làm cái đặc nhiều quá hết cá đây, bữa nào mình đi tìm cái địa điểm mới các bạn để mà đặt lại cái. Rồi đi tới cái kế tiếp. Không có da mé nè, đi xích vô. Bạn cáo phao vô cho nó đi. Đến cái cây tiếp. Nè các bạn. Bạn không biết dính không? Rồi, chết quốc luôn. Giờ đi luôn. Không dính là mình dở đi hết, cứ để nó, cũng không dính. Rồi, để cái kế tiếp mà mình, rồi đến cái kế tiếp các bạn, xong mà nó ngã nghiêng, hết trơn. Đây, mình lấy nó lên. Được, 4-5 con cá sặc. Nên đắt máy anh bắt nó ra. Rồi mình xử lý xong mấy cái cá rồi, giờ mình đặt tới cái mới không. Có con mẹo không. Bọt, bọt cá sặc kìa các bạn. Chắc trong đây một bầy cá sặc luôn quá. Không, hết cá sặc rồi, không còn rồi. Không còn. Để mình giờ đi luôn các bạn. À, để qua thằng thăm cái bên đây luôn đó. Đi qua thằng cái.
tiêu coi. Chắc nhớ lọ nó gì. Để con bên kia. Kìa. Cái lọ của mình nó ngã nhiều quá. Ra ngoài luôn rồi. Các bạn thấy không? Nè. Dính rồi để mình đặt lại rồi mình đi tới cái kế tiếp các bạn. Bên này chắc hiu rồi. Này rất hiu rồi. Rồi, để mình vô mình thăm. Cái lỗ này biết còn không? Trời ơi. Cái gì vậy trời? Con rắn các bạn. Sao mình đặt bên đây mà nó thành nó qua bên đây vậy trời? Hết hồn luôn các bạn. Không biết nó còn sống không. Nó còn sống các bạn. Rắn nước. Rắn nước. Thôi. Bỏ lên này luôn. Vô nó ăn cá sặc. Kết thúc điểm thăm lở ở đây rồi các bạn. Mình còn một điểm ở dưới kia nữa. Rồi kiến cắn. Thì mình về thăm cái điểm kia. Rồi có rồi mình quay cho các bạn xem nha. Cái điểm này nay thất bại rồi. Chính được có hai con cá chút xíu, cá lóc nhỏ với mấy con sặc. Rồi mình đi về mình thăm mấy cái kia tiếp các bạn. Rồi, đến cái điểm thăm tiếp theo các bạn. Điểm này bữa không có dính. Điểm này nó sâu. Này nước nó cạn. Ồ, nó cạn. Để mình xuống. Mình thăm cho các bạn xem. Quá trời nước này nó càng queo ta. Nó cạn chất. Cái lợi của mình chất nước. Ây da trời. Má ơi dính cái kia ta gì. Cái cạn lợi của mình nó nổi lên trên luôn rồi các bạn. Có còn gì nó nhảy ở trong này. Cá ếch gì nó cạn quay quá đây hình như là con ếch các bạn ơi. Ếch bữa nó đầy nước nó đầy ếch quá. Bữa nước nó đầy. Nay nước nó cạn xuống. Còn chút xíu. Dính một chút ít.
tạm thời mình để nó đi các bạn. Qua mình thăm cái bên đây luôn, thăm cái bên đây. Rồi nó hứa chạy cái lợn chạy quay luôn, nó dính luôn. Thôi để mình tắt máy rồi mình đặt cái này lại bắt con ếch ra kìa. Hết nó bự, hết đồng nó bự. Tại cái này sát mặt đường mình không có dám cái chuyện lớn, cái chuyện lớn này ta thấy cái. Ếch khổng lồ, ếch khổng lồ luôn. Các bạn thấy ở đâu? Cái này đồng nha, chứ ếch nuôi như cái này. Mình bỏ vô mình đặt lại mà tối đi. Rồi, để mình đặt lại và mình lên lên các bạn. Về mình chia sẻ thành quả cho các bạn xem nha. Rồi mình về tới nhà cho các bạn. Rồi mình ở ngoài tối quá, mình đi trong nhà mình đổi cho các bạn xem nha. Nãy mình bắt được này ít rồi, bắt thu. Này có con ếch nè, ếch nè các bạn. Mình lấy mình cột ngay trên ngay bụng nó cho nó không nhảy, nó nhảy ghê lắm. Em đổ xem không, bắt mấy con này về chưa. Cá lóc rồi này, hai con nữa. Ôi này con ếch này nó quậy quá. Rồi con ếch nó bự nè, chà bá luôn. Rồi hôm nay được như đây thôi. Này quá yếu các bạn, quá yếu luôn. Rồi các bạn cho mình kết thúc clip tại đây nha. Chắc mình đi kiếm một cái địa điểm khác mình đặt các bạn. Mấy cái ao gần đây, gần nhà mình hết cá. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nha. Các bạn hãy cho Thuận xin một lượt đăng ký kênh với một like để Thuận có động lực để mà làm tiếp những cái việc video tiếp theo cho các bạn xem nha. Rồi hẹn các bạn vào clip tiếp theo của mình nha.